Hôm nay các bạn hãy cùng tôi vào một cửa hàng gốm sứ tại làng Bát Tràng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đồ gốm sứ Bát Tràng. Làng gốm Bát Tràng thuộc xã Bát Tràng gồm hai thôn Bát Tràng và Giang Cao, thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Có lịch sử hình thành từ thời nhà Lý. Từ khi vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, là một trong những làng gốm lâu đời và nổi tiếng nhất Việt Nam. Nơi đây chuyên sản xuất các loại gốm sứ với kiểu dáng đa dạng. Bát Tràng có thể hiểu theo tiếng Việt, có nghĩa là cái sân lớn chuyên sản xuất bát. Vì tại làng có một cái sân lớn và thường các hoạt động làm gốm sẽ diễn ra ở đây. Làng gốm Bát Tràng tồn tại đến nay đã hơn nửa thế kỷ, là nơi cung cấp một lượng lớn các món đồ thủ công mỹ nghệ cho cả nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Bạn sẽ tìm thấy đồ gốm Bát Tràng ở các cửa hàng, siêu thị lớn, tại các gian hàng thủy tinh, đồ gia dụng, chứng tỏ dù qua bao nhiêu thế hệ, gốm Bát Tràng vẫn được người dân yêu thích. Hầu hết đồ gốm Bát Tràng được sản xuất theo lối thủ công, thể hiện rõ rệt tài năng sáng tạo của người thợ lưu truyền qua nhiều thế hệ. Do tính chất của các nguồn nguyên liệu tạo gốm và việc tạo dáng đều làm bằng tay trên bàn xoay, cùng với việc sử dụng các loại men khai thác trong tự nhiên, nên đồ gốm Bát Tràng có nét riêng là cốt đầy, chắc và khá nặng, lớp men trắng thường ngả màu ngà đục. Làng gốm Bát Tràng từ xưa đến nay đã được biết đến như một địa điểm tham quan tại Hà Nội, được mọi lứa tuổi yêu thích tham quan và trải nghiệm các hoạt động lý thú nơi này. Nếu bạn là một người yêu đồ gốm thì dù ở bất kỳ nơi nào trên đất nước Việt Nam, cái tên Bát Tràng ắt hẳn sẽ chẳng còn quá xa lạ. Thank you.
Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng. Ước gì anh lấy được nàng, để anh mua gạch Bát Tràng về xây. Xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Rửa chân cho chí rửa tay, chớ rửa nông mày chết cá ao anh.